anh Lộc nhắn kìa. Nếu mà chị nói mic nó có bị loạn xịn ngậu không ạ? À, nhưng mà chị nói nhá. Mình thì tắt loa thôi chứ. Của chị nó sẽ ấy, của chị không, nó không bị loạn. Mà là chị tắt mic là chị tắt mic là sẽ không ấy. Chị phải bật mic à? Chị phải bật mic. Hello, xin chào anh chị em. Anh chị em thấy cái livestream hôm nay chủ đề có tuyệt vời không ạ? Nếu mà tuyệt vời thì anh chị em hãy chia sẻ livestream để cho thật nhiều người cùng vào để giao lưu và lắng nghe nhé. Lý do vì sao mình lại nói như vậy nhá. À, giao lưu với Tuệ Minh, Gia Linh, Lý Nguyễn và có cả Hứa Phụng. Đấy, trên cả tường của Gia Linh cũng có livestream và trên tường của mình cũng có livestream. Anh chị em hãy tag tên nhá. Chúng ta nghe rõ không nhầm những cái chủ đề này. Chúng ta cho rằng ai quan tâm đến chủ đề này thì chúng ta hãy tag tên họ vào ạ. Và hãy chia sẻ cái livestream này nhé. Hay lắm, thú vị lắm. UST, ENC, lỗ mà anh chị vẫn không phải lo đến việc là... Chúng ta nghe thấy rõ chị Tuệ Minh nói không nhỉ? Bởi vì chúng ta cần phải xem... Em nghe rõ chị Tuệ Minh nói không? Là chúng ta đang em nghe rõ thì sẽ được bình luận tức từ rõ những nhá. Thông tin nào. Chứ không phải là từ... Cô đang chờ 15 phút rồi. Từ UST, ENC. À, thế nên là bản thân cái báo cáo kiểm toán của công ty ấy, cái sự quan tâm của mình về báo cáo kiểm toán của công ty, mình quan tâm theo một cách khác, mình nhìn nó để mình nhìn vào vấn đề khác chứ không phải để mình xem nó lãi bao nhiêu, để mình hình dung ra cái con số là ô nhiên được chia được bao nhiêu. Ở nhà chị mình nói những thông tin rất là quan trọng nhé. Nên là cái việc mà mỗi năm nó có kiểm toán công ty UST trên YouTube, các anh chị có nghe rõ không, là cái việc mà anh chị có nghe thấy chị Tuệ Minh nói không? Và khi mà nó thì mình biết là có và mình đón nhận một cách cũng vui đúng không ạ? Nhưng mà nó không phải là một cái gì đấy mà để cho mình cần phải tập trung quá nhiều vào nó. Hello, hello, xin chào các anh chị. Các anh chị đang vào rất là nhanh đúng không ạ? Chờ một chút nhé. Để cho ở trên rồi được vào đông đông một chút để chúng ta cùng giao lưu cho nó vui. Cho nó... À, cô Trâm Linh thì nghe rõ. Thế mọi người có nghe rõ chị Tuệ Minh nói không ạ? Ở trên YouTube mọi người có nghe rõ chị Tuệ Minh nói không? Ở trên Facebook thì các anh chị xin nghe rõ chị Tuệ Minh nói không ạ? Xin chào cả nhà đang xem livestream của Gia Linh. Trên cả YouTube và trên cả Facebook ạ. À. Anh chị nào mà không xem được ở trên YouTube nghe không rõ thì lên Facebook của Linh nhá. Facebook của Linh là Gia Linh Nguyễn. Nếu mà chúng ta khó nghe chúng ta hơi ổn hơn là bởi vì là chúng ta đang Linh, chị Tuệ Minh và chị Lý Anh Phụng đang ở quán cà phê. Đang ở quán cà phê và cũng không muốn cố gắng hết thật to để ảnh hưởng đến người xung quanh quá. Nên là giọng nói cũng vừa đủ thôi, nên là cả nhà mình cùng nhau khắc phục nhá, cùng nhau lắng nghe, tập trung được không ạ? Chủ đề ngày hôm nay ấy. Chủ đề ngày hôm nay. À, chị Lâm chợt vào nghe nhỏ quá. Em nghe nhỏ quá là bởi vì là em đang ở quán cà phê nên nghe em nó sẽ hơi bị ấy đấy. Nó sẽ hơi bị ổn đấy. Bị ổn. Chủ đề của ngày hôm nay ấy là tại sao mà công ty Jupiter Engineering Technology ENC mà có lỗ thì chúng ta vẫn được nhận cổ tức. Thì cái vấn đề này chúng ta rất là nhiều người trong số chúng ta là chưa hiểu rõ. Chưa hiểu rõ về cái vấn đề này. Chị Linh Lung Linh nè. À, xin chào Cao Dũng nhá. Thế cứ ai mà ở tường nhà Minh thì nhớ vào khen Linh và Lý, còn ai mà tường nhà Linh thì chỉ khen Minh, đừng có khen Linh nhá. À, anh đang chưa kích được gói à? Đang kích được gói, chưa kích được gói thì anh chịu khó kích vào cái thời điểm mà mọi người ít truy cập đấy thì sẽ kích Tâm được nhé. Tâm Nguyễn ơi, cho hỏi lúc nào kết thúc gọi vốn ạ? À? À, vâng, mình xin. Có tên là Tâm đâu? Đây là chị Tuệ Minh. Chị Tuệ Minh, Gia Linh và Lý Nguyễn. Hay là đang hỏi ai nhỉ? À, chắc chắn. Tâm Nguyễn ơi, cho hỏi lúc nào mấy chị Minh Điệp vậy chị? Đâu chắc là tác tên. À, tác tên à? Lên mấy chị Minh Điệp ạ? Mấy chị Minh Điệp ạ? Mấy chị Minh Điệp. Mấy chị Minh Điệp ạ? Mấy chị Điệp ạ? Hello. Xin chào các anh chị em đang xem livestream của Lý Nguyễn. Xin chào. Được rồi. Ủa sao chương trình của em lại thế này? Cùng nhau giao lưu. Chắc là nó chỉ bị lag. À, cho bị lag. Ba chị em
Các anh chị mà không xem được trên YouTube thì chúng ta lên Facebook của Linh nhé. Là Linh và Lý Nguyễn đang có chuyến công tác vào Đà Nẵng ạ. Xem hai bên luôn. Và cái chuyến công tác lần này của mấy chị em thì rất là thành công, rất là vui. Bởi vì là cũng được đón nhận nhiều tình cảm ấm áp của những anh chị em ở trong Đà Nẵng. Đấy, và cũng còn chị Thanh chị Thanh Lê Vân đúng không ạ? À, chị Lê Thanh Vân đúng không ạ? Còn đã đến 30 tháng 4. Đến với đội ngũ, đến với cộng đồng nên là rất là vui ạ. Các anh chị nghe, các anh chị ở trên Zoom thì nghe Linh nói rõ đúng không ạ? Chỉ nghe chị Tuyết Minh nói thì sẽ hơi bị khó một chút đúng không? Xin bởi vì chào, là chị Minh đang dùng Zoom của chị Tuyết Minh, còn Linh thì đang dùng Zoom của Linh. Hello, xin chào tất cả anh em. Chị Tuyết Minh ơi, à, nào? Anh Công nhá, anh phải vào cái trình duyệt là Firefox. Dùng sẽ tốt hơn là Google hoặc là Cốc Cốc nhá nhá. Chúng ta cùng nhau giao lưu và trả lời câu hỏi. Mình mà biết đến đâu thì mình sẽ trả lời. Còn mình mà không biết thì mình nhận lại, mình tìm tài liệu rồi mình trả lời sau được không ạ? Em có một ý kiến như này. Em sẽ nói sơ qua về cái nội dung chính, và sau đó thì em sẽ nhờ chị Tuyết Minh, là chị Tuyết Minh sẽ nói kỹ hơn, kỹ hơn để cho mọi người hiểu. Đấy. Thế thì em cái chủ đề ngày hôm nay ấy là tại sao mà công ty Suzuki Chain Technology Inc mà lỗ thì chúng ta vẫn được nhận cổ tức. Thì chúng ta biết nhé, là tập đoàn của chúng ta bao gồm nhiều công ty. Tập đoàn của chúng ta giống như chủ tịch nói là chúng ta có đến 20 công ty con. Đó, chứ không phải là chúng ta chỉ có một công ty đâu. Và cái công ty Suzuki Chain Technology ở tại thành phố Minsk thuộc Belarus thì đấy là một công ty chuyên về kỹ thuật. Đấy, ngoài công ty đấy ra, ở bên Trung Đông chúng ta có 3 công ty. Đấy, và chúng ta có nhiều những công ty có những cái chức năng khác ở trong tập đoàn của chúng ta. Đó, và không phải rằng là các tất cả các dự án là đều đưa về Suzuki Chain Technology, mà chúng ta còn có cả những công ty khác nữa. Và không phải chỉ riêng công ty Suzuki Chain Technology kiểm toán tài chính, mà các công ty kia cũng có kiểm toán tài chính. Đó. Và cái công ty Suzuki Chain Technology này nó sẽ không chịu trách nhiệm chi trả tiền cổ tức, mà nó sẽ là công ty khác. Những công ty mà được đặt ở cái nơi mà có lợi về thuế. Đấy. Và cái việc mà chuyển tiền đến, chuyển tiền đi nó dễ dàng hơn so với lại công ty ở tại Belarus. Đó anh chị ạ. Thì Linh thấy là rất là nhiều các anh chị quan tâm đến cái việc báo cáo tài chính đúng không ạ? Và đa phần trong số chúng ta tưởng rằng chúng ta chỉ có cái công ty đấy ở Belarus thôi. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Tức là tập đoàn của chúng ta gồm 20 công ty con. 20 hoặc hơn 20 công ty con đúng không chị? Em không nói. Đó. Cũng không thuộc lắm về số không lượng. Lắm, biết không thuộc lắm về số lượng. Quan trọng, mình biết là công ty quan trọng. Đấy. Thì cái công ty Chuyên Kỳ Technology ở tại Belarus đấy chịu trách nhiệm chính cho cái việc là thiết kế các cái con đường. Thiết kế các cái con đường của chúng ta. Đó. Và còn nhiều những công ty khác, công ty chuyên về marketing, chuyên về bán sản phẩm, chuyên về có những cái chức năng khác. Đấy. Thì cái doanh thu nó từ nhiều công ty như thế, chứ không phải là chỉ riêng công ty Suzuki Chain Technology. Đấy. Và cái việc chi trả tiền cổ tức cũng sẽ là do công ty khác chi trả, chứ không phải là do Suzuki Chain Technology. Đấy. Và chúng ta cũng có thông báo là đến năm 2025 thì chúng ta sẽ được nhận cổ tức bằng tiền đúng không ạ? Chúng ta sẽ được nhận cổ tức bằng tiền. Đó. Và cái công ty Suzuki Chain Technology này vì không chịu trách nhiệm chi trả tiền cổ tức cho nên cái báo cáo tài chính kể cả có lỗ thì chúng ta vẫn được chi trả tiền cổ tức, bởi vì cái nguồn thu của chúng ta đến từ nhiều công ty khác chứ không phải chỉ riêng Suzuki Chain Technology nhá các anh chị nhá. Công ty Suzuki Chain Technology Inc đặt ở tại Belarus ấy là công ty kỹ thuật và nó sẽ không chịu trách nhiệm chi trả tiền cổ tức. Đấy là Linh nói tóm gọn cho các anh chị hiểu. Còn bây giờ thì Linh sẽ nhờ chị Tuệ Minh. Chị Tuệ Minh thì là một chuyên gia trong lĩnh vực của chúng ta, và chị là người mà nắm bắt những cái thông tin cực kỳ chuẩn xác. Thì chị Tuệ Minh sẽ chia sẻ cho chúng ta hiểu kỹ lý do vì sao mà kể cả GST, Suzuki Chain Technology Inc có báo cáo lỗ thì chúng ta vẫn được nhận tiền cổ tức. Đó. Bây giờ thì chúng ta, Linh xin mời chúng ta sẽ lắng nghe chị Tuệ Minh nhé. Cho em để ở đây ạ. À? Đây, em để đây nhé.
Xin chào các cô chú anh chị em đang có mặt ở trên live stream của Gia Linh và của Tuệ Minh. Thì Minh sẽ cùng với Gia Linh là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về cái chủ đề này. Chủ đề này Minh thấy là nó rất là quan trọng. Nó liên quan đến cái sự hiểu của chúng ta về tập đoàn và về công ty UST String Technology á. Thì chúng ta sẽ yên tâm, sẽ rất là yên tâm trước từng cái đường đi nước bước hay của công ty Unisky String Technology. Đấy, và chúng ta không quá phụ thuộc kỳ vọng vào cái, hay là chúng ta cần phải tìm đủ mọi cách để đọc hiểu được cái báo cáo tài chính của công ty UST String Technology. Chúng ta không cần phải như vậy. Bởi vì mình nêu lại quan điểm của mình này. Đối với cả công ty UST ENC, cái kiểm toán của công ty đó không cần đâu em ơi, nó rõ rồi, nó nói rõ đúng không? Cả nhà nghe cái trên chúng ta nghe có rõ không ạ? Cái điện thoại của mình đâu? Cả nhà nghe tiếng của mình ở trên tường của nhà Gia Linh thì chắc được đấy, nhưng mà tường em thì chưa làm được. Ừ. Chưa làm đẹp à em ơi? Chưa chị ạ. Đẹp đi em. Tôi không biết cô cái làm đẹp. Ui thôi chết rồi, vì sao đấy? Chị kia chị gọi thử. Xin lỗi cả nhà một tí, có cuộc gọi nên là gián đoạn ạ. Vâng, Minh nhìn vào kiểm toán để Minh thấy điều gì? Để Minh thấy là công ty Unisky String Technology sử dụng tiền của chúng ta có công khai minh bạch hay không? Và công ty này hoạt động có ý định công khai minh bạch hay không? Thì ý định công khai minh bạch ở chỗ là người ta luôn luôn có kiểm toán độc lập. Tức là ngoài một cái báo cáo tài chính của nội bộ công ty thì còn có báo cáo kiểm toán độc lập bởi một công ty khác, đúng không ạ? Và thậm chí là còn có đến hai tầng báo cáo kiểm toán, một là của một công ty về trong nước, công ty trong nước, và công ty tại Belarus. Đấy, bây giờ chúng ta đang nhận được báo cáo kiểm toán của một công ty trong nước, báo cáo điểm kiểm toán độc lập và của trong nước, nhưng sắp tới chúng ta sẽ được xem báo cáo kiểm toán của cả công ty kiểm toán quốc tế nữa. Mọi khi là BDO đấy ạ, năm nay chắc là vẫn là BDO thôi, đúng không ạ? Đó, thế thì và chính vì thế nên là cái dòng tiền ấy, cái đấy là cái hoạt động nội bộ của công ty Unisky String Technology. Chúng ta hình dung này, công ty Unisky String Technology là một mảnh ghép, là một công ty trong cái tập đoàn và chịu trách nhiệm với một cái phần việc mà họ được giao, một cái chức năng của họ như là Gia Linh nói đấy, là chức năng về ví như là thiết kế này, đúng không ạ, chứng nhận vân vân. Thì vừa rồi trong cái khoảng thời gian mà trong 15 giai đoạn như thế này á, thì có phải là chúng ta là những nhà tài trợ vốn, chúng ta góp vốn cho công ty, thì tiền vốn đấy sẽ thông qua công ty Global Transport Investment và sẽ phân bổ cho các cái đơn vị mà cần phải sử dụng tiền. Chúng ta cứ hình dung là giống như là Minh là một tập đoàn, Minh kiếm ra tiền, Minh cho con trai cả tiền để con trai cả làm, và mình cho một khoản tiền, mình không phải mình cho tiền để tiêu mà là dự đang làm ăn cùng nhau đi, mình phân cho con trai cả một cái khoản tiền để con trai cả đấy thực hiện những cái việc mà mình giao cho con. Ví dụ như là cái việc đấy con phải đi công tác này, phải ăn, phải uống, có công tác phí vân vân, thì là mình phân cho con. Xong con thứ hai lại có một khoản, con thứ ba lại có một khoản, và tiền đấy thì không phải là, mà thậm chí tiền đấy không phải là tiền của mình mà là tiền mình gọi vốn từ các anh các chị nữa. Xong mình dùng cái tiền đấy, mình bắt đầu mình phân bổ ra các cái đơn vị họ sử dụng tiền. Vậy thì bản chất công ty Unisky String Technology ấy dùng tiền của chúng ta và để làm gì ạ? Lúc cái khi mà chưa có hoạt động thương mại và chưa có những cái hoạt động mà tự công ty có thể là hoạt động kinh doanh hay là làm những cái gì đó, thực hiện những cái hợp đồng nội bộ của họ để họ có thể có được thu nhập ấy, thì họ hoàn toàn dùng tiền của các nhà tài trợ vốn. Mình, tiền của mình này dùng để mua văn phòng, tiền của mình dùng để, nếu mà hồi mà chưa mua văn phòng thì dùng để thuê văn phòng đấy, rồi là dùng để thuê cán bộ công nhân viên đến làm cho công ty, để mua máy móc thiết bị vân vân, đúng không ạ? Thì mình phân tiền cho họ và họ sẽ dùng tiền để làm những cái việc mà phục vụ cho cái hoạt động của họ đấy. Nếu mà họ khéo ăn thì khéo co thì ấm đó, chứ không phải là cứ thích tiêu bao nhiêu thì tiêu. Tức là dùng tiền có hiệu quả hay không, chúng ta đưa cho họ một đồng, họ có dùng một đồng đấy vào đúng công việc của họ, vào đúng mục đích hay không, hay là họ lại chi tiêu linh tinh, thì cái đấy là nó sẽ được thể hiện ở trong báo cáo kiểm toán đó. Thế thì mình chỉ quan tâm thế thôi. Thế nhưng mà có phải là những năm gần đây
khoảng 2 đến 3 năm gần đây thì chúng ta thấy rằng là công ty UST ENC đấy là họ đã tiến đến cái trạng thái gọi là tự có thể gọi là gì nhỉ, tự cấp vốn, tức là bởi vì họ có những cái hoạt động như những 2 năm Covid đấy, ngài chủ tịch có kể rằng là họ có thể là nhận được những cái hợp đồng mà sản xuất ô tô cho một bên thứ ba, hay là những cái hợp đồng thiết kế cho một bên thứ ba nào đấy. Ví dụ như là ở địa phương có một công ty nào đấy họ muốn xây cái căn nhà, một cái tòa chung cư hay là xây bất cứ một cái gì đấy, thì họ nhận cái hợp đồng thiết kế cho bên thứ ba đấy và họ thiết kế từ kiến trúc cho đến kết cấu và họ vẫn có tiền để tự nuôi sống bản thân. Kể cả là Covid mà cái dòng tiền của chúng ta cấp cho công ty nó không được lớn đi chăng nữa, nhưng mà công ty vẫn sống được bởi vì là công ty đã có những cái hợp đồng đó. Đấy, tức là tự nuôi sống bản thân mình. Thế nên là dần dần này, tiền của chúng ta sẽ không cần phải, khi mà họ đã không những tiến đến tự cấp vốn mà còn có lợi, có lãi thì đồng nghĩa là gì ạ? Đồng nghĩa là họ tự nuôi được chính họ. Đồng nghĩa là mình đã nuôi một đứa con từ lúc còn cần phải ăn đủ, mọi thứ đều là do mình lo hết từ A đến Z. Thì bây giờ con là 18 tuổi rồi, đúng không ạ? Lớn rồi, tự có công ăn việc làm và tự nuôi được bản thân được rồi. Thậm chí là còn có cả đồng ra đồng vào được rồi. Thì chúng ta không cần phải dùng đến tiền của những nhà tài trợ vốn để cấp vốn cho họ nữa. Đấy, tức là họ được phân tiền, phân vốn để làm những việc theo chức năng của họ. Thế thế này là như nào ạ? Nếu như họ mà có lãi thì họ tốt. Nhưng mà nếu mà họ có lỗ đi chăng nữa, thì có nghĩa là lỗ có nghĩa là gì ạ? Họ chưa thể cấp vốn được mà mình có thể cấp vốn cho họ thì đúng hơn. Chứ đúng không ạ? Và sau này khi mà có hợp đồng thương mại sẽ trích tiền từ những cái hợp đồng thương mại để tiếp tục là phân bổ cho họ tiền để mà họ hoạt động. Đấy. Và họ không có kéo được mà họ có lỗ thì tại sao lại nói rằng là chúng ta vẫn được chia cổ tức? Bởi vì cái công ty UST đó là nhận tiền để làm còn không thu hút doanh thu. Tức là bây giờ nếu có một hợp đồng đi, giả sử Việt Nam mình xây dựng một con đường, thế thì cái công ty nào đây là công ty mà ký hợp đồng và nhận cái tiền xây dựng đó là một công ty nào? Có 3 công ty đang ở bên UAE với những chức năng khác nhau. Họ có chức năng quảng bá về công nghệ này, họ bán hàng này, họ marketing vân vân này. Và nếu ký hợp đồng, đúng không, ví dụ US Covery ký hợp đồng và sẽ ví dụ hợp đồng đấy là 10 tỷ đô chẳng hạn, thì 10 tỷ đô họ thu hút về, sau đó họ phân cho cái ông UST. Nếu ông UST vẫn đang cần đến tiền từ, nói chung là vẫn phải cần tiền, đúng không ạ? Kể cả là ông ấy đã là một đứa con thì kiểu gì ông ấy cũng được có suất, là ông ấy được phân tiền đó, vợ, bởi vì bản thân ông ấy cũng có nắm giữ cổ phần, ông cũng sẽ được nắm giữ cổ phần một ít, thì ông ấy sẽ được phân bổ tiền để ông ấy làm, để ông hoạt động đó. Đấy, tức là trích tiền, đúng không ạ? Từ một cái số tiền mà chúng ta thu hút ở hợp đồng về, chúng ta sẽ phân cho công ty A, công ty B, công ty C để họ hoạt động với chức năng của họ, họ duy trì bộ máy của họ, cộng với cả họ tự làm ra tiền và họ có lãi nữa. Đấy, họ càng dư nhiều, đúng không ạ? Thế thì dẫn đến là gì ạ? Tiền của chúng ta đến từ đâu? Tiền cổ tức của chúng ta đến từ đâu? Đến từ cái công ty mà họ là cái bên mà thu tiền hợp đồng đấy. Đấy. Thế thì sau đó thì họ sẽ phải hạch toán, hạch định, đúng không ạ? Trừ hết các cái chi phí vân vân. Xong nếu có lời thì sẽ chia cho các nhà tài trợ vốn. Thế nên mới có câu là dù cái ông kia kiểu ông ấy được phân bổ một khoản tiền và ông ấy tiêu không khéo, hay là ông ấy tiêu thiếu, ông bị lỗ chăng nữa, chả ảnh hưởng gì cả, bởi vì là cái tiền doanh thu của chúng ta ở đây này tích lũy thành một cái quỹ để chia cổ tức ấy, là nó có quỹ riêng để chia cổ tức. Đấy, chứ không phải là phải lo gì đến cái đồng lãi của ông UST ENC cả nhà nhé. Đồng lãi đấy chúng ta cũng không có được sơ múi gì cả. Chúng ta không được sơ múi gì cả. Đấy. Kể cả là không phải là hợp đồng xây dựng mà là hợp đồng thiết kế đi. Ví dụ như là trước khi xây dựng con đường ở Việt Nam thì rõ ràng là phải thiết kế con đường đấy. Thì cái tiền lập báo cáo nghiên cứu khả thi này, xong tiền thiết kế này, xong tiền xây dựng con đường này là những cái khoản tiền khác nhau. Đấy, và nó là những cái lần ký hợp đồng khác nhau. Thì cái tiền thiết kế đấy, đúng không ạ? Mặc dù chức năng của ông UST là thiết kế, nhưng không phải là ông ấy nhận hết cái khoản tiền thiết kế đấy, mà ông sẽ được phân bổ một khoản tiền ở trong cái hợp đồng thiết kế đấy về cho ông ấy để ông hoạt động bộ máy thiết kế của ông, bộ máy cán bộ công nhân viên của ông đấy. Đấy, còn lại sẽ là cất đi, tích lũy thành cái doanh thu của ông, của tập đoàn, đúng không ạ? Và dần dần thành cái quỹ để chia cổ tức cho chúng ta. Cả nhà hình dung chỗ đấy chưa? Và cái điều này mình nói không phải là không có cơ sở. Ngày trước mình cũng đã có live stream một lần về điều này, nhưng có thể cả nhà quên.
cả nhà quên, cả nhà chưa hình dung nha. Chủ tịch này có một video nói rõ chúng ta, và chủ tịch nói rằng đương nhiên là không bao giờ ông ấy để cho công ty UST INC lỗ rồi, nhưng nói một cách hình tượng là kể cả công ty này có lỗ, các bạn vẫn được chia cổ tức bình thường, bởi vì là những công ty thu hút doanh thu và tích lũy lợi nhuận là công ty khác. Và chúng tôi đặt họ ở đâu? Đặt họ ở UAE. Bởi vì sao đặt ở UAE mà không phải là ở Belarus? Tại vì ở Belarus thì đang nói chung là bị cấm vận này, và cái sự giao tiếp của công ty đấy với lại cả quốc tế rất là gọi là hạn chế, tiền đến tiền đi rất là khó, trong khi UAE thì tiền đến tiền đi lại dễ dàng hơn, có thể chia được cổ tức cho tất cả các nhà tài trợ vốn trên khắp thế giới một cách dễ dàng đấy. Và ở đó thì cũng rất được ưu đãi về thuế, ở UAE là được rất ưu đãi về thuế. Tại sao cùng một khoản tiền doanh thu là 10 tỷ đô chúng ta lại đặt ở cái nơi mà tốn nhiều tiền thuế để dẫn đến là cái lợi nhuận của chúng ta thấp đi, đúng không ạ? Chúng ta để ở cái nơi mà được ưu đãi về thuế thì cái tiền lợi nhuận của chúng ta có phải cao hơn không? Thì có phải là những người mà đang ủng hộ ông ấy, ủng hộ ông chủ tịch sẽ được có quyền lợi cao nhất hay không? Thì đấy là do ông biết cách tính toán, do biết cách tính toán, đúng không ạ? Đấy. Và còn một cái điều gì nữa, tức là ông có nói rằng là tự nhiên mình bị ngắt cái mạch suy nghĩ. lỗ này đúng không, thu hút doanh thu này. Ông có nói rằng ba cái công ty, những cái công ty ấy mà ở UAE hay là ở các nước khác sau này ấy thì cũng sẽ có kiểm toán riêng cả nhà, để thể hiện cho mình thấy rằng là thế bán được bao nhiêu đơn hàng, thu chi như nào, lợi nhuận như nào, đâu lợi nhuận để chia cổ tức của chúng tôi đâu, như nào, mình công khai minh bạch. Có, nhưng mà đến lúc cần thiết, đến lúc phù hợp ông ấy sẽ công bố ra, chứ không phải là chúng ta dựa vào cái báo cáo kiểm toán ở bên UST INC, mà chúng ta sẽ phải dựa vào kiểm toán của những công ty mà họ phụ trách cái việc là thu hút doanh thu và phụ trách cái việc là chia cổ tức cho cổ đông và cả nhà đấy. Tức là theo em hiểu là bây giờ như này, có rất là nhiều các công ty và sẽ đem lại lợi nhuận cho chúng ta, trong tầm 20 công ty con của tập đoàn chúng ta đấy thì sẽ có nhiều công ty đem lại lợi nhuận cho chúng ta, và cũng có thể rằng là chúng ta cũng đã có khá là nhiều lợi nhuận từ những cái công ty đấy rồi mà chúng ta chưa biết, bởi vì chúng ta mới đọc được báo cáo tài chính của Chiriki Stream Technology INC tại Belarus, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta biết được rằng là cái tình hình phát triển công ty đấy cũng rất là tốt, và tình hình phát triển những công ty kia cũng vậy, chúng ta cũng đã có rất là nhiều đơn hàng rồi. Đấy, thế thì cái tiền lợi nhuận của chúng ta nó không phải là những anh chị, căn cứ vào cái báo cáo tài chính của UST-MNC mà các anh chị quy ra là nhận cổ tức bao nhiêu. Thường là lần trước mà em thấy rằng là có nhiều người nói rằng lợi nhuận tức đây thì chia cổ tức ra bao nhiêu thì chỉ được chút xíu. Thế thì không phải là như thế, mà chúng ta có nhiều công ty khác, và chúng ta gom tiền lợi nhuận từ các nhiều công ty đó lại và chúng ta sẽ chia cho các cổ đông của chúng ta. Em nghĩ rằng con số nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Đúng rồi, cái từ khóa là như này nhá. UST INC là được nuôi, và cộng với cả lại thậm chí đây là một đứa con ngoan, vừa được nuôi nhưng lại vừa biết cách làm ra tiền để nuôi sống chính bản thân mình có lời. Và đấy, đó lại là mình đang nuôi một đứa con giàu có. Đấy. Phải nhà hình dung không? Đấy. Thế là mọi người, đương nhiên em hiểu một cái vấn đề là mọi người rất là quan tâm đến cái báo cáo tài chính. Nhưng mà cũng có một số người nói những cái thông tin nó trái chiều, là nó không khả quan, đúng không ạ? Là nó chưa lãi nhiều, rồi các kiểu. Đấy, thì ngày hôm nay khi mà các anh chị nghe chị Tuệ Minh phân tích kỹ, và các anh chị cũng hiểu được cơ cấu của tập đoàn chúng ta bao gồm 20 công ty con, chứ không phải là chỉ có mỗi công ty Suzuki Chin Technology INC hay là công ty Yusky Transport ở tại Sara tại UAE, không phải là như thế, mà chúng ta có nhiều những công ty khác. Và chúng ta mà hôm nay em có nghe lại video của chị Minh dịch cái đoạn phỏng vấn chủ tịch, thì chủ tịch cũng nói là chúng ta làm những cái công việc đó có thể tạo ra doanh thu của chúng ta chế tạo ô tô cho Nga nhé. Đấy, và cái chiếc mẫu xe đấy đã được trình lên tổng thống Nga Putin, và đấy là một cái đơn hàng rất là lớn. Chủ tịch có nói rằng đấy là một cái đơn hàng rất là lớn đó. Thế thì ngoài những công việc đấy ra, chúng ta còn làm những cái mà tạo ra tiền cho chúng ta nữa. Đấy, chúng ta tận dụng, bởi vì chúng ta có nhà máy, chúng ta có công nhân viên, đúng không ạ? Chúng ta tận dụng những cái đấy để tạo ra doanh thu của chúng ta. Đấy. Và rồi, luôn luôn là tìm cách không bị phụ thuộc vào nhà tài trợ vốn. Đó là lý do vì sao mà 2 năm Covid mà công ty UST INC lại vẫn không bị đóng cửa như những công ty khác, mà thậm chí lại còn có lãi một chút nữa. Đấy, đúng không ạ? Thế nên là mà bây giờ mục tiêu của công ty là làm sao mà không bị phụ thuộc vào đồng vốn của nhà tài trợ. Đồng vốn của nhà tài trợ sẽ được sử dụng vào những tập trung nhiều vào điều quan trọng hơn cho việc phát triển dự án, thay vì là phải nuôi cái bộ máy ở UST INC. Cả nhà hình dung không ạ?
Đấy, trước đây thì không những nuôi bộ máy mà còn dùng để xây dựng các cái con đường để chứng nhận nữa. Tất cả những cái mẫu đường thì cũng là đến tiền từ tiền chúng ta đúng không ạ? Nhà máy cũng xây từ tiền chúng ta. Toàn bộ cái cơ sở vật chất ở Uskai á, ở Saja ấy là cũng từ tiền của chúng ta. Đó. Thế nhưng mà dần dần là cũng sẽ, thậm chí là về sau khi mà cái hợp đồng thương mại ấy, mà có thể dùng để xây dựng được cả những cái quay lại để xây dựng được cả những cái con đường mẫu ấy, con đường thử ấy mà xây dựng được bằng dùng được cả tiền của hợp đồng thương mại trích ra để sử dụng, thì thậm chí dần dần là chúng ta còn không có cơ hội cần phải góp vốn nữa. Chúng ta chỉ góp vốn vào dự án mục tiêu thôi, còn cổ phần gốc là chúng ta không có cơ hội nữa. Và chính vì thế bây giờ này chúng ta nhìn thấy này, hợp đồng thì đang có rất là nhiều đúng không ạ, những cái sự quan tâm rất là nhiều, mà khi mà có hợp đồng đồng nghĩa là sẽ có những cái đồng tiền tạm ứng đúng không ạ, cộng với cả những nhà tài trợ vốn lớn đang đến với cả dự án rất là nhiều, cộng với cả những quỹ lớn cũng đang nhìn vào dự án rất là nhiều. Tại sao ngày xưa người ta chưa nhìn? Tại vì thực ra ấy, người ta không phải là như chúng ta là đang từ đồng vốn nhỏ mà muốn nhân lên thành đồng vốn lớn, mà người ta cũng là những người mà có tiền. Ví dụ như chúng ta thấy là có 1 triệu cổ phần mà bỏ ra 1 triệu đô thì chúng ta rén, chúng ta bỏ ra 10.000 chúng ta vui hơn. Nhưng mà những người ta có rất nhiều triệu đô thì người ta, cái việc mà chúng ta đợi đến khi mà mày cứ làm đi, khi mà mày rõ rõ một tí thì tao bỏ 1 triệu ra chuyện bình thường, thì là bây giờ là họ bỏ được rồi, đúng không ạ? Họ bỏ được rồi. Thì là những quỹ lớn nếu mà vào, thực ra ấy, công ty chỉ chưa đồng ý, công ty đang ưu tiên chúng ta, ưu tiên những người mà nhà đầu tư nhỏ lẻ và thực sự là chúng ta xứng đáng để chúng ta được có được những cái cổ phần với giá rẻ như hiện nay. Bởi vì cái người mà những cái người mà đáng để được tri ân ấy, đó là gì ạ? Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ngày xưa khi mà chưa ai tin tưởng chủ tịch, chúng ta tin tưởng chủ tịch. Khi mà dự án chưa thành hình như bây giờ, chúng ta vẫn tin tưởng và cấp vốn cho chủ tịch. Thế thì ai sẽ là người xứng đáng để được phần cho miếng ngon hơn ạ? Chúng ta. Thế nên là đấy là công ty còn đang chần chừ đúng không ạ? Còn đang chần chừ để chúng ta có cơ hội gom cổ phần. Còn bây giờ chỉ cần chúng ta mà, chúng ta chỉ cần không cần hay là chúng ta chậm lại thôi ấy, thì thậm chí là sẽ cho quỹ lớn vào, sẽ cho nhà đầu tư lớn vào, là chúng ta không còn có thể là có cơ hội góp vốn nữa. Thế thì bây giờ chưa tính đến quỹ lớn mà mới tính đến những nhà đầu tư lớn trong cộng đồng và rất là nhiều thôi, thì cái khả năng, tức là chúng ta nhìn vào những điều đấy, chúng ta thấy rằng cái khả năng mà để kết thúc gọi vốn trong năm nay là hoàn toàn có thể xảy ra, đúng không ạ? Hợp đồng thương mại thì nhiều rồi này, doanh thu thì đang tích lũy này, đúng không ạ? Thậm chí là đã có kế hoạch là để có thể là chia được cổ tức vào năm 2025 cơ mà, đúng không ạ? Rồi là vân vân như thế đấy, nhà đầu tư thì càng ngày càng lớn như thế, thì có phải là cái việc mà đủ vốn, nó đủ một phần vốn thôi, tức là người ta, chủ tịch sẽ không đặt nặng cái vấn đề là bây giờ phải gọi đủ 300 triệu đô hay 500 triệu đô để xây dựng được cái 15 km nữa, mà sẽ đặt nặng cái vấn đề là chỉ cần vài chục triệu đô để xây dựng được cả nhà máy mùn, 70 triệu đô gì đó để xây dựng được nhà máy mùn, cộng với cả hoàn thành nốt tất cả những cái tuyến đường thương mại, tuyến đường để thử nghiệm mà để của số 2, số 3 vân vân, và cả một số tuyến đường ở bên Belarus vẫn còn đó, thì hoàn thiện nốt. Chỉ cần những cái tuyến đường đấy hoàn thiện và chứng nhận xong, chúng ta bán những cái đường nội địa đó, bán những cái đường mà đi trong nội đô chứ, trong nội đô đó, là chúng ta đã thu hút được doanh thu để có thể tiến hành xây dựng được đập sang, để xây dựng được cái 500 km/h rồi đấy, và thậm chí là có thể kết hợp phối hợp, nó vừa là chứng nhận, nhưng nếu mà chứng nhận được phát xây để làm thương mại, nhưng mà vẫn dưới dạng là chứng nhận. Nếu như anh thành công trong việc chứng nhận thì tôi đập tiền cho anh để trả tiền, để thành tiền thương mại, đúng không ạ? Để trả tiền hợp đồng cho anh. Nhưng nếu anh chưa chứng nhận được thì anh còn phải căn chỉnh cho đến khi anh chứng nhận được thì thôi, đúng không ạ? Thế thì dẫn đến là đấy là một cái đường đi, được một cái hướng mới. Một cái doanh nghiệp giỏi là cái doanh nghiệp biết cách thay đổi, biết cách xây dựng chiến lược mới để phù hợp với thị trường. Đấy, thế thì đã thay vì là như kế hoạch 15 giai đoạn là sẽ dùng toàn bộ tiền của nhà tài trợ vốn trong dân, đúng không ạ, cộng đồng, để xây dựng đến tận cả giai đoạn 15 là 500 km/h, hoàn toàn có thể thay đổi thành một chiến lược là bán, đẩy mạnh, tập trung thật mạnh vào đường nội đô để bán ra, và từ cái doanh thu đó là có thể là xây dựng được luôn cái 500 km/h. Cả nhà có hình dung không ạ? Cái kế hoạch đấy rất hay, mà ngay cả cái kế hoạch về nhà máy mùn cũng như thế cả nhà nhé. Đấy, mặc dù hôm nay không nói về mùn, nhưng mình cứ ví dụ luôn để cho chúng ta thấy rằng là công ty ấy,
tại sao chúng ta nói Nokia nó không còn trên cuộc đời nữa đúng không? Bởi vì nó không biết thay đổi, nó không biết thay đổi đúng không ạ? Sống mà muốn bền vững là phải biết thay đổi cả nhà. Thế thì công ty nhá, chúng ta cũng biết là dự án mùn thì gọi vốn nó đúng là nó không mạnh bằng UST cả nhà. Chúng ta vẫn chăm chú vào cái việc UST hơn, ai cũng thích đầu tư UST hơn, nói thế thì thực tế đang là như thế. Mặc dù vẫn biết là mùn là rất là ok đúng không ạ, nhưng mà kiểu so sánh UST thì mọi người vẫn bị so sánh, nhưng mà chúng ta chưa cân bằng và chưa chú trọng quá nhiều vào mùn, thì mình cũng kêu gọi mọi người là chú ý vào mùn một chút để chúng ta có thể xây dựng được những cái giá trị cho xã hội. Thế nhưng mà chính vì cái gọi vốn của mùn ấy nó chưa được đúng như tiến độ, nhưng mà công ty đã rất là thông minh, không đợi đủ vốn mới xây cả một cái nhà máy lớn, mà công ty đã tìm ra cách mới, đó là sẽ phân thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là xây dựng cái khu thí nghiệm thôi, cái phòng thí nghiệm thôi, nhưng riêng cái phòng thí nghiệm đấy cũng đủ công suất được hàng 1 triệu lít một năm, và bán luôn cái một, đúng rồi, nó như một cái nhà máy nhỏ, và bán luôn được cái 1 triệu lít đó là dần dần là có tiền. Thế là không quá phụ thuộc vào nhà tài trợ vốn nữa, mà dùng luôn tiền đấy cũng lại làm thành tiền để có thể xây dựng được, cộng với cả tiền của nhà tài trợ vốn để có thể xây dựng được giai đoạn 2, giai đoạn 3 cái nhà thì đúng không, chứ không đợi khi mà xây dựng xong hết xây dựng hết cả nhà máy lớn thì mới sản xuất, mà là sản xuất luôn từ lúc nó mới chỉ có một cái phòng thí nghiệm thôi. Thì đấy là cái cách mà công ty luôn luôn tìm cách thay đổi để hợp với cả thực tế, để cương quyết là gì ạ, chỉ có đi lên và chiến thắng thôi, càng gặp khó khăn càng tìm cách xoay sở, chứ không có cái chuyện là đầu hàng trước khó khăn, cả nhà hình dung ạ. Đấy, thế thì bản thân cái về 15 giai đoạn cũng như thế, là cũng có những cái chiến lược, có những cái sự điều chỉnh vào dựa vào thực tế, có sự điều chỉnh để mà chúng ta vẫn đi đến đích bình thường. Tại vì là mục tiêu đúng không, có câu là mục tiêu thì khắc trên thép, còn kế hoạch thì là trên cát thôi, hoàn toàn có thể thay đổi. Đấy, hoàn toàn có thể thay đổi. Thì chị nói nhiều quá rồi, bây giờ Gia Linh bổ sung gì không? Chị mà nhớ ra chị lại nói tiếp. Okay, nhà okay, nghe Gia Linh nhá. Đây thì mọi người sẽ quay trở lại với Linh nhá. Bởi vì là Linh thấy là cái làn sóng về báo cáo tài chính của GK Chính Technology ấy, khiến cho các anh chị em có rất là nhiều những cái dòng suy nghĩ khác nhau. Đó. Và bản thân Linh hay là chị Tuệ Minh thì đều là rất là trung thành với công ty, làm chuyên nghiệp UST và nắm bắt thông tin một cách chuẩn xác nhất. Và giống như chị Tuệ Minh, tính cách của chị Tuệ Minh là sao? Là sẽ phải nói những cái chuẩn xác nhất. Đó. Cho nên là nghe cái việc là các anh chị hiểu sai về cái báo cáo tài chính nhé. Hiểu chưa đúng về những cái báo cáo tài chính. Chú trọng quá, tức là quan trọng hóa vấn đề đấy. Thế cho nên là Linh và chị Tuệ Minh quyết định rằng là hôm nay thì sẽ làm cái buổi đó chi tiết về cái việc là tại sao mà GK Chính Technology ENC có lỗ thì chúng ta vẫn được nhận cổ tức. Rất là nhiều người, và đây Linh có thấy mà anh bình luận đúng không ạ? Tại sao lỗ mà vẫn được nhận cổ tức? Đó. Thì bây giờ anh đã hiểu chưa? Bây giờ anh đã hiểu chưa? Ngay lúc đấy là chị Tuệ Minh đã giải thích cho anh rồi. Comment là rồi, còn nếu chưa thì mình có thể nói lại sẵn sàng luôn. Tại vì ở đây hơi ồn, có thể là nó bị câu được câu trăng ấy, đúng không ạ? Tại vì là bởi vì với công ty thì công ty USAC là không có thu hút doanh thu cả nhà. Không tích lũy doanh thu, không tích lũy cổ tức. Đấy, mà một công ty khác sẽ nhận cái tiền hợp đồng ấy về và phân bổ cho công ty USAC một cái phần tiền để họ có thể thực hiện được chức năng của họ, tức là đang nuôi họ. Nhưng bản thân họ thì lại còn có thể tự nuôi sống bản thân mà có lời nữa cơ. Đấy. Chúng ta đang có ở đây là sẽ là 170, 150 là 420 người. Có một người đặt câu hỏi hay không này. Chị Hiền Nguyễn hỏi, chị hỏi hai lãnh đạo trận mưa bão mấy ngày qua có ảnh hưởng gì đến công nghệ của chúng ta không? Thì chắc là phải nợ thôi. Có khi là để nhờ ai đó chụp ảnh thực tế đúng không, hiện trường đúng không? Nhưng mà cả nhà ơi, cả nhà đã nghe về tiềm năng công nghệ của chúng ta rồi. Tiềm năng công nghệ của chúng ta ở dưới cứ việc lũ lụt, ở trên thì tàu vẫn chạy đúng không ạ? Chơi vẫn đi bình thường nhé. Đấy, thế thì công nghệ đương nhiên là không sao rồi. Còn cái nhà gỗ đúng không, thôi không dám khẳng định, không biết là nó có bị chìm trong biển nước hay không thì để hỏi công ty nhé cả nhà nhé. Đúng không? Tại sao chúng ta không hỏi? Câu hỏi hay mà. Chúng ta thắc mắc thì chúng ta có thể đặt câu hỏi thôi đúng không ạ? Công ty thì có ngay cả web của công ty ấy, nó có cái phần mà cái cổng thông tin mà để trao đổi với thính giả, khán thính giả đấy, thì mình có thể comment đặt câu hỏi, viết về hòm thư công ty, họ sẽ trả lời cho mình băn khoăn cái gì mình giải đáp luôn cả nhà. Mình băn khoăn cái gì mình giải đáp luôn thì nó sẽ gọi là thoải mái,
làm sao mà cái đầu tư kê cao gối ngủ thôi đúng không? Tức là em có ý kiến là như này, cái trận bán này nó là diễn ra tại Dubai. Ở đây Sara. Cái chỗ mà công ty chúng ta thực hiện đó là tại Sara. Nó cách Dubai 70 cây. Đúng. Đấy Linh nghĩ ra chỗ đấy. Nó cách Dubai 70 cây nhá, chứ nó không phải là lo ở tại Dubai. Cho nên là trung tâm công nghệ của chúng ta vẫn chạy mầm. Nó vẫn là bình thường. Tôi không cần đặt câu hỏi, không đặt cần đặt câu hỏi cho công ty nữa cả nhà nhá. Thế Linh đã trả lời xong rồi. Vâng nha các anh chị. Chúng ta là tại Sara và khu Sara thì Linh thấy khá là cao. Thế tiền kìa. Anh Phong nhá. Ô chị Phương Trần bảo là Tuệ Minh có thể nói chậm lại để cộng đồng nghe rõ hơn được không? Về kết quả báo cáo kiểm toán. Nhưng mà em có phân tích báo cáo kiểm toán đâu. Không phân tích báo cáo kiểm toán đâu. Không ai phân tích báo cáo kiểm toán đấy hết. Bọn em đọc báo cáo kiểm toán hàng năm. Bọn em biết là công ty đang phát triển. Bọn em cũng biết là công ty Zunichi Technology Inc đã đạt được cái khả năng tự cấp vốn và chúng ta không cần phải cấp vốn cho công ty đó nữa. Đó. Và nhưng... chúng ta biết là họ công khai minh bạch. Và chúng ta biết họ rất là công khai minh bạch. Và thế là đủ. Và chúng ta có đến 20 công ty con trong tập đoàn của chúng ta. Trong tập đoàn UST của chúng ta có đến 20 công ty con và những công ty đấy đều làm việc và đem lại lợi nhuận cho chúng ta. Và cái lợi nhuận để trả cổ tức cho các cổ đông được tích lũy từ các công ty con. Đó. Công ty Zunichi Technology Inc đặt tại thành phố Minsk thuộc Belarus thì không chịu trách nhiệm chi trả tiền cổ tức của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng nhìn vào những cái đồng lãi của công ty đấy mà chúng ta nói rằng doanh thu năm nay giảm, cái này chưa nhiều, cái này chia ra cổ tức thì chỉ được một chút xíu. Không, bởi vì cổ tức của chúng ta được tích lũy từ 20 cái công ty còn và cũng đừng nhầm giữa rúp với cả đô la. Tại vì báo cáo kiểm toán quốc tế thì sẽ là đô la, còn báo cáo hiện tại là đang báo cáo độc lập của trong nước của Belarus thì là sẽ là rúp Belarus. Đấy, thì chúng ta nhìn vào số tiền thì chúng ta cần đừng cẩn thận, không có lại đọc nhầm sang triệu đô, nó có khi nó chỉ là triệu rúp thôi đấy. Từ từ để em đọc cái này. Anh Thi bảo gì đấy? Anh Thi bảo là anh xin phép một số ý kiến phản biện của một số nhà đầu tư đang đưa ra rất nhiều ý kiến trái chiều nhé. Nhà đầu tư nói bây giờ ngài có 200 phát minh mà cứ kêu gọi cổ đông như Utera thế này thì sao rồi anh? Anh chưa viết hết nên là em cũng chưa hiểu hết được. Nhưng mà đại loại là như thế này, tức là sao? Tức là anh phải cảm thấy được rằng mình đang may mắn. Mình đang may mắn bởi vì mình được đồng sở hữu những cái phát minh của ngài. Ngài cho mình được góp vốn vào những cái phát minh đó. Còn nếu không đúng ra nhá thì anh chỉ được góp vốn vào UST thôi. Đó. Không thì biết đến khi nào dừng. Cổ phần nó sẽ dừng vào năm nay. Và chính ngài chủ tịch đã nói rằng cổ phần nó sẽ dừng vào năm nay. Chưa bao giờ là người ta nói là cái thời điểm dừng lại của cổ phần là bao giờ, nhưng mà năm nay chủ tịch đã nói là nó sẽ dừng lại vào năm nay. Và đây là cổ phần. Còn anh bảo biết đến khi nào dừng thì em đã trả lời câu hỏi của anh đúng không? Cổ phần năm nay sẽ dừng. Còn mùn thì nó lại là một cái sản phẩm khác, cũng của ngài chủ tịch đấy, nhưng mà chúng ta cũng sẽ được góp vốn. Hai cái sản phẩm này là hai sản phẩm chủ đạo của chúng ta để làm gì? Để cứu chính chúng ta đấy các anh chị, chứ không phải là cứu ai khác đâu. Trái đất của chúng ta các anh chị biết là đang biến đổi khí hậu rất là nặng nề, và nếu như bây giờ chúng ta không chung tay mà chúng ta xây dựng công nghệ UST, không xây dựng mùn để chúng ta có đồ ăn thức uống, chúng ta có oxy để thở, thì các anh chị sống kiểu gì? Nên hỏi các chị là anh chị sống kiểu gì? Các chị nên cảm thấy là may mắn khi được góp vốn vào những cái đó. Vì mình vừa góp vốn, mình vừa có tiền mà nó lại còn phục vụ cho cuộc sống của chúng ta, phục vụ cho trái đất của chúng ta nữa. Các chị nên cảm thấy vui vì điều đó chứ. Những cái công nghệ nó ra đời nó cứu sống chúng ta mà. Còn đến khi nào thì dừng? Cổ phần đến năm nay thì dừng. Anh chị thích góp vốn thì góp, không thích thì thôi. Anh chị thích những cái công nghệ kia thì anh chị góp, không thích thì thôi. Anh chị không thích thì anh chị dừng. Không ai ép anh chị cả, đúng không ạ? Đó, cho nên là anh gửi lời đến những cổ đông như thế nhá, là thích thì góp vốn, không thích thì thôi. Anh không thích vẫn có những người khác góp vốn. Đó. Những người khác người ta vẫn nhìn thấy giá trị, người ta vẫn nhìn thấy ý nghĩa và người ta vẫn góp vốn, người ta vẫn tài trợ vốn rất bình thường. Còn ai không thích thì có thể dừng lại mà. Cái việc mà cái câu mà Linh nói là năm nay dừng ấy thì chúng ta có nghĩa là cả nhà hiểu rõ là như này. Tức là đây là mục tiêu của công ty quỹ cũng như là mục tiêu của công ty mẹ. Đấy là mục tiêu, mà đã là mục tiêu thì đương nhiên mọi hành động sẽ hướng đến để đạt được mục tiêu đấy. Cộng với cả những cái nguồn lực hiện nay, những cái khả năng hiện nay, những cái cơ sở hiện nay để chúng ta dẫn đến rằng chúng ta thấy rằng có đủ cơ sở để chúng ta tự tin vào điều đó. Đương nhiên đấy nó là một mục tiêu, một mục tiêu thì bao giờ phải đi kèm hành động. Cả nhà không có chuyện mà chúng ta nói ra mục tiêu rồi lại không hành động mà đạt được đâu. Thế nhưng mà cái khả tính của việc hành động đó nó sẽ đạt được là nó có, nên người ta mới dám nói ra điều đấy. Không phải năm ngoái, năm kia họ nói, mà năm nay họ nói ra điều đó. Thì chúng ta tự tin và chúng ta hãy, nghĩa là cái cùng là một thông tin, nhưng ai biết khai thác thông tin đấy vào cái việc có lợi cho mình thì khai thác. Cả nhà có thể là thấy rằng cái thông tin là năm nay có khả năng sẽ kết thúc gọi vốn đúng không ạ?
đấy thì cả nhà hai chị em, ví dụ như hai chị em hay tất cả mấy chị em ở đây hay rất nhiều người khác sẽ lấy cái thông tin đấy để làm thành lời liệu, làm thành động lực cho mình để mình không còn nhiều thời gian đâu, đúng không ạ? Hãy gom nhiều cho bản thân đi và hãy lan tỏa nhanh lên đi để nhiều người biết đến đi, nhiều người biết đến người ta có cơ hội, người ta nắm kịp cơ hội, đồng nghĩa và đồng nghĩa là vốn thu hút nhanh và đồng nghĩa là tiến đến mục tiêu, đúng không ạ? Cả nhà hình dung điều đấy không? Đây không phải là một lời hứa, đây phải là một lời hứa. Và có một anh nói như này, anh ấy nói là như thế này chứ. Đúng rồi, anh Thiệp nói. anh Thiệp à? Anh Thiệp hay trời hành đạo rồi. Cổ phần nó in ra thích năm nào dừng thì dừng. Đấy là anh đang là trẻ con chơi đồ hàng. Còn ở đây thì là nó như tiền cũng thế thôi, đúng không ạ? Tiền các quốc gia cũng thế thôi. Đấy, chúng ta mà cứ để không cho nó có giá trị thì nó sẽ trở thành vô giá trị hay và lạm phát. Còn nếu mà chúng ta làm cho nó có giá trị thì nó có giá trị. Thế công ty cũng vậy thôi, cổ phần. Anh ấy nói đây này, cổ phần nó in ra thích năm nào dừng thì dừng, là anh nói chuẩn rồi. Đúng rồi, có phải tờ tiền giấy đâu mà in. Bởi vì sao? Bởi vì nhá, người ta được cái cơ quan có chức năng thẩm quyền và có chuyên môn, người ta định giá là nó bao nhiêu, trị giá là bao nhiêu tỷ đô và được phát hành tối đa bao nhiêu cổ phần, và người ta chỉ phát hành tương đối cổ phần thôi, chứ không phải là nó thích thì nó in ra bao nhiêu thì tiền cũng thế, tiền của nhà nước cũng thế, in thì cũng phải phụ thuộc vào, nếu mà đúng thì phải in là phụ thuộc vào số vàng trong ngân phố quốc gia, còn nếu mà không chuẩn thì nó sẽ vô giá trị, tất cả là do người thực hiện thôi. Đấy thì anh mà tự tin, anh tin tưởng thì anh có cổ phần và anh giàu, còn nếu không thì anh ở ngoài cuộc, có thế thôi, đúng không ạ? Đây, ở bên đây em có một câu hỏi, có một câu nói, đó là anh Dũng Trần đúng không ạ, góp vốn Utera mà thưởng cổ phần UST là phi lý. Thế thì em sẽ giải thích cho anh như thế này, tại sao anh lại được thưởng cổ phần UST mà không phải là thưởng Utera? Anh biết rằng UST là một cái rất là lợi đúng không ạ, lợi hơn Utera khá là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì nó có cái hoạt động niêm yết cổ phiếu lên trên sàn giao dịch chứng khoán. Cái hành động đó nó sẽ khiến cho cái lượng cổ phần anh nắm giữ đột nhiên sẽ có một giá trị rất là cao trên sàn. Đó là cái đòn bẩy cực lớn cho cái dòng vốn của anh. Anh sẽ bật từ một cái số vốn nhỏ lên một cái số vốn rất là lớn. Đây là cái lợi của cổ phần. Và người ta tặng cổ phần cho anh, tức là đang tặng một cái lợi cho anh. Không có gì là phi lý ở đây cả mà người ta. Bởi vì bản thân những nhà đầu tư biết được tại sao người ta lại đầu tư nhiều UST, bởi vì người ta thấy nó lợi hơn. Cho nên là người ta tài trợ vốn nhiều, người ta nắm nhiều cổ phần. Đó. Và bây giờ cái công nghệ mùn thì chủ tịch đang rất là khao khát được phát triển nó mạnh. Cho nên là thưởng cổ phần cho anh chị, thưởng cái lợi cho anh chị để phát triển công nghệ mùn. Đó. Mới cả là đều là của sản phẩm của nhà hết, đúng không ạ? Hai dự án khác nhau nhưng mà đều là của ngài chủ tịch. Đấy, vậy thì tức là khi mà người ta đang cần thu hút vốn của Utera, mà Utera thì không phải là cổ phần để có thể tặng cho anh chị, thì đương nhiên sẽ phải tặng UST rồi. Nhưng mà anh chị chưa bao giờ đi mua áo được tặng mũ à? Đúng không? Hay là anh chị chưa bao giờ đi mua để uống trà sữa được tặng cốc à? Hay là mua cái son ấy, mình mua son này, người ta có quảng cáo là mua son được tặng cái cốc mình uống nước ấy, thì đương nhiên họ phải hợp tác với cả bên Lock & Lock chẳng hạn. Để người ta mua, tức là người ta tặng loại xịn thì hợp tác với Lock & Lock, còn tặng loại không xịn thì sẽ một cái bên nhựa gì đấy để mua về để tặng cho anh chị. Thế nhưng mà một cái thương hiệu về trà sữa nhưng hoàn toàn có thể đi mua cốc của một bên khác để tặng cho anh chị được mà, để làm thành cái mà để kích cầu trà sữa của họ. Nhưng ở đây thì là hai sản phẩm đều là của hai dự án thì đều là thuộc của một nhà sáng lập. Thế nên là nghĩa là giống như là mình mà sản xuất cả quần cả áo thì mình, ai mua quần thì mình tặng áo, mà ai mua áo mình tặng quần chứ bình thường, chả vấn đề gì cả. Cái gì vô lý, anh buồn cười. Ở đây anh ấy nói là tất nhiên là lợi với người đầu tư Utera, tức là anh không đầu tư Utera đúng không? Anh không đầu tư Utera đấy là cái thiệt thòi của anh. Thì anh không được tặng cổ phần, anh đầu tư cổ phần. Anh đấy là một cái thiệt thòi của anh, bởi vì sao? Bởi vì đầu tư Utera cái dòng tiền Utera nó sẽ chảy về. Anh hình dung không? Anh đầu tư cái gì thì anh có dòng tiền từ cái đấy. Anh đầu tư cổ phần thì anh chỉ có dòng tiền từ cổ phần thôi. Nhưng mà những người khác, người ta đầu tư Utera thì người ta vừa có cổ phần, người ta vừa có Utera, hai dòng tiền chảy về cho người ta. Em chào anh Huy, em Hoàng nha, chào cả nhà. Nếu mà anh chỉ đầu tư chào mỗi cổ phần thôi thì anh chỉ có mỗi dòng tiền từ cổ phần thôi. Anh đầu tư cái gì được cái đấy? Chào Trần Kiều Trang. Ở đây có lỗ không ạ? Chào chị Thúy Doãn ạ. Anh không hề lỗ. Chào không hề lỗ luôn. Đúng rồi. Cho nên là anh thích được lợi như những người đầu tư Utera thì
anh đầu tư cho nó đi. Con đường đều đi đến thành Rome. Bây giờ mục tiêu là có tiền để xây dựng nhà máy. Vậy thì làm thế nào để có thể thu hút được thì thu hút, đúng không ạ? Đúng rồi. Chẳng có gì có vô lý cả. Sao anh? Bây giờ anh tài trợ vốn anh được hưởng lợi mà. Anh được thêm dòng tiền mà. Và mùn có khi còn lợi nhuận nó nhanh hơn chứ đúng chị. Mùn chứ chỉ 1-2 năm nó đã có lợi nhuận rồi. Chị Hằng Su, bảo là thông tin là đầu vào, quyết định là đầu ra, đúng. Cái đoạn mà chúng ta thấy rằng là cái thông tin về việc là trong năm nay có thể kết thúc gọi vốn thì mỗi một người sẽ sử dụng cái thông tin đấy theo cách khác nhau. Và chúng ta, tất cả những người đang xem livestream, đúng không ạ? Trên tường của Gia Linh, tường của Tuệ Minh, tường của Lý Nguyễn đấy thì đều giống nhau. Đó là chúng ta đều dùng cái thông tin đó để gia tăng cổ phần cho mình và lan tỏa mạnh mẽ hơn, để nhiều người đến với dự án hơn, chung tay góp sức càng nhanh thì dự án càng tiến đến đích nhanh thôi, đúng không ạ? Đây thì có, đây là anh Thu Hà Huy Thuận, đúng không ạ? Anh hỏi là mấy bạn, các bạn rất thắc mắc về báo cáo tài chính của công ty, Tuệ Minh và Gia Linh có thể chia sẻ một chút về vấn đề này không? Thực ra bọn em đã chia sẻ từ đầu đến giờ rồi. Mấy cả chúng em này, thứ nhất là chúng em không phải chuyên môn kế toán để biết cách đọc một cách cực kỳ chuyên môn về cái báo cáo kiểm toán đấy, nên chúng em sẽ sử dụng nó một cách vô cùng amateur và sử dụng nó đúng cái ý nghĩa của nó thôi. Đó là chúng em chỉ nhìn vào cái việc, em nhắc lại một lần nữa là chúng em nhìn để chúng em thấy rằng họ vẫn luôn từ bao nhiêu nay, từ 2015 đến nay, họ vẫn luôn luôn giữ được cái truyền thống là công khai minh bạch, đúng không ạ? Nhận tiền ra sao và dòng tiền ra dòng tiền vào như thế nào đấy, và họ có lời có lãi thì mình mừng, tại vì là như vậy là họ đấy, một đứa con mà không những được nuôi mà lại còn biết tự lo cho bản thân, tự kiếm được tiền cho bản thân để thành có lãi. Còn kể cả là họ chỉ dùng tiền của chúng ta, lúc nào họ cũng dùng tiền của chúng ta để họ hoạt động cũng được mà, trong cái thời gian mà đang được cấp vốn để phát triển dự án. Còn sau này đến giai đoạn thương mại thì đúng thật là họ sẽ không còn là một đứa con được bao nuôi, mà họ phải gì, họ phải cũng vẫn phải nghĩa là được phân bổ tiền để làm thiết kế cho những cái hợp đồng cụ thể đấy. Và chính vì anh thiết kế thì anh phải được phân bổ tiền để anh trả lương cho cán bộ nhân viên chứ, mà không phải là phân bổ đủ dùng mà phải phân bổ cho có cả có lợi nhuận nữa, phân bổ cho có cả lợi nhuận nữa. Nhưng mà ngoài ra họ vẫn có công ăn, vẫn có những cái công việc riêng để họ ra tiền thì mừng thôi. Còn họ lỗ thì cũng vẫn được chia cổ tức, bởi vì tiền doanh thu và lợi nhuận là được tích lũy bởi công ty, nó có chức năng marketing và bán hàng thôi đấy, và đặt ở UAE. Đầu tư mùn được hưởng 23%, vậy cách chia thế nào? Đúng nếu rồi. Mà nếu mà nói về mùn thì sẽ cần phải khoảng thời gian để nói về mùn, bởi vì cái cách tính ấy, nếu mà chỉ nói miệng không ấy thì sẽ khó cho mọi người hình dung. Đấy, sẽ khó cho mọi người hình dung, nhưng mà em có thể giải thích sơ sơ như này. 23% là gói 500 đô. 23% là gói 500 đô. 28 là 1.000. 28 là 1.000. Thế thì đây nha, em giải thích này. Cái vốn của công ty để xây dựng công ty mùn đó là 20 triệu. Thì lấy cái vốn đó là 100%. Em giả sử lợi nhuận công ty đạt được cũng là 20 triệu thì một năm nhá, anh chị sẽ nhận được 23% của cái 500 đô đấy đó. Còn nếu như công ty đạt được 40 triệu tức là gấp đôi, đúng không, thì anh chị sẽ được 23% nhân 2 là thành 46% của 500 đô. Có nghĩa là công thức tính lợi nhuận là nó có gồm có 3 con số nhân với nhau, 3 chỉ à, 3 hạng, 3 công thức gồm 3 gì trong toán học gọi là 3 cái gì, 3 số hạng à? Quên. Không biết. Ba cái thứ nó nhân với nhau. Cái thứ đầu tiên là số tiền anh đầu tư. Cái thứ thứ hai là cái tỷ lệ lợi nhuận anh được chia dựa trên số tiền đầu tư đấy. Thì vừa rồi Gia Linh nói là 500 đô này là số tiền anh đầu tư. Số tiền anh được chia là 23%. Còn một con số tiếp theo nữa anh còn phải phụ thuộc để anh được chia, đó là phần trăm lợi nhuận của công ty. Là cái nếu biến, như cái biến lợi nhuận. Đúng rồi. Nếu công ty lợi nhuận đúng 20 triệu đô, tức là 100%. Anh chị được full luôn là 100% của vốn. Đúng rồi, lấy 1.500 đô nhân 23% nhân 100% nữa. Nhưng mà nếu mà lợi nhuận có 10 triệu đô thôi, có nghĩa là gì ạ? Lấy 500 đô nhân với cả 23% nhân 50%. Đấy. Còn nếu mà lợi nhuận mà lại 40 đấy là gấp đôi, đúng không? Thì là sẽ gì ạ? 500 đô nhân với cả 23% nhân với cả 200%. Anh chị hiểu đúng không? Đấy. Đấy là công thức. Em cảm ơn anh Thu Lam tặng sao cho em nhé, sang chị Minh tặng sao, sang Gia Linh tặng sao. Cảm ơn anh Thu Lam. Web thì đang chậm một chút, cho nên là chúng ta có thể là chúng ta chưa kích được, chúng ta phải kích thủ công nhé. Ta sẽ phải liên hệ công ty và công ty sẽ kích thủ công của chúng ta, các chị ạ. À, đây, bạn Loan Giác hỏi câu này cũng hay này. Chị Minh ơi, cho em hỏi là công ty sẽ chia lợi nhuận cho bao nhiêu cổ phần phát hành ạ? Thế thì nếu tối đa là 149 tỷ cổ phần đúng không?
Đấy, nhưng mà 140 tức là chia cho tất cả những người đang nắm những cái số chia cho toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ bởi mọi người. Vậy thì nếu như tất cả 149 tỷ được nắm giữ bởi mọi người thì chia cho 149 tỷ. Còn nếu mà chưa phát hành hết ra con số đấy, mới chỉ 100 bao nhiêu đó, thì tại cái thời điểm chia cổ tức ấy mà nó đang là có bao nhiêu cổ phần có người nắm giữ thì nó chia cho gần đấy cả nhà. Nhưng mà chúng ta sẽ tính tối đa đi, cứ cho là đấy là đến giai đoạn mà phải lên thượng sàn rồi thì mới bán hết 149 tỷ. Còn chưa lên sàn thì chưa hết 149 tỷ. Chúng ta hình dung là sẽ ít hơn 149 tỷ. Đấy. Ok, em có một số những cái nữa. Ở đây là sao anh Tân Nghiêm mà cứ bình tĩnh ra Linh ạ, họ không hiểu. Em vẫn bình tĩnh mà. Nói chuyện bình tĩnh chứ. Em có gì gọi là không mất bình tĩnh đâu. À, lỗ cho những người có cổ phần GST và cổ tức sẽ phải san vào cái thử Itera thì anh nhầm rồi. Anh nhầm. Cổ phần GST lắm bao nhiêu thì thưởng bao nhiêu, còn Itera nó là công ty riêng. Công ty mùn và nó hoạt động như thế nào thì nó sẽ trả như thế, chứ không phải là lấy một cái UST mà trả sang mùn hay lấy mùn trả sang UST. Anh hình dung không? Có nghĩa là cái số cổ phần mà được tặng đấy nó vẫn là nằm trong 149 tỷ cái cổ phần được phép phát hành của ông UST. Nên là khi ông UST có lãi là cái ông mà đang được tặng cái cổ phần UST kia kìa là cũng được chia cổ tức của bên dự án UST khi bên này có lãi. Chứ Utera là chỉ chia khi Utera có lãi thôi, chẳng chia một tí gì sang UST được cả. Hai cái nó sẽ không liên quan đến nhau nha các anh chị. À, thầy Tánh hỏi là một nhà đầu tư Bắc Ninh đầu tư 1 triệu đô à chị Linh. À, vâng, họ lúc trước thì họ mở cái gói 500.000 đô và bây giờ công ty được mở lại cho họ gói 500.000 đô nữa. Và công ty sẽ thanh toán tháng đầu tiên cho họ là thanh toán 50.000 chị nhỉ? 50.000, còn 4 tháng còn lại thì họ sẽ phải thanh toán. Đó. Nhận hay không là việc của họ? Nhận hay không là việc của họ? Nhận thì đóng tiếp các tháng tiếp theo, còn không nhận thì cứ bỏ đấy, nó sẽ tự hủy đi. Vâng. À, anh Thi Nguyễn Văn hỏi là sau bản báo cáo kiểm toán 2023 vừa qua, một số nhà đầu tư đã có chút hoang mang về bản báo cáo này. Vì có thể chưa tự cung cấp được thì lấy đâu ra để chia cổ tức? Vậy anh nhờ ban lãnh đạo giải thích dùm. Anh ơi, lại đoạn đầu. Bọn em nói từ đầu đến giờ rồi. Bọn em nói từ đầu đến giờ rồi anh ơi. Anh chỉ tua lại từ đầu nha. Chị Tuệ Minh đã giải thích rất là kỹ lưỡng về cái vấn đề này. Thì anh vui lòng là anh xem lại từ đầu giúp em nha. Em có thể nói ngắn gọn cho anh như này này. Duy Kỳ Chính Technology.inc thì nó chỉ là một trong số các công ty con của chúng ta mà thôi. Nó là một trong số 20 công ty con của chúng ta. Và cái lợi nhuận của chúng ta đạt được là từ tất cả các công ty con, chứ không phải là chỉ riêng công ty Duy Kỳ Technology đó. Cho nên là nếu cái báo cáo của Duy Kỳ Technology có lỗ đi chăng nữa thì chúng ta vẫn được chi trả cổ tức. Đấy là lý do là như vậy. Vì đấy chỉ là nội bộ họ chi tiêu. Đúng. Đấy. Nhưng mà sao? Nhưng mà chủ tịch của chúng ta thì đương nhiên là sẽ không để cho công ty Duy Kỳ Technology lỗ. Đó, bởi vì là bản thân công ty đấy đã nhận được rất là nhiều những đơn đặt hàng và đã bắt đầu triển khai, bắt đầu làm việc. Đấy, và đã có lãi rồi. Chúng ta nhìn thấy nó có lãi mấy năm rồi. Đấy, có thể là năm nay có lãi nó chưa nhiều bằng năm trước chẳng hạn. Nhưng không phải là cái dòng tiền đổ về cho chúng ta chỉ từ một công ty đấy. Chúng ta hình dung chưa? Còn đấy không? Ở đối với anh, để chị cũng cái này. Cái này của em. Vâng, cái đấy của em. Để dư qua điện thoại này nhé. Đây, cho lại vào đây nhá, cái này của chị Bình này. Mời cả nhà uống nước à. Không hết, lùi ra một tí nữa, còn nguyên. Đây, tức là, Linh nhắc lại nhá. Là cái cổ tức của chúng ta đấy, cái nguồn thu của chúng ta nó đến từ 20 công ty con, chứ không phải là đến từ riêng một công ty Duy Kỳ Chính Technology đó. Thế là chúng ta dù là cái công ty Duy Kỳ Chính Technology đó năm nay có làm ăn chưa tốt bằng năm ngoái thì chúng ta vẫn có nguồn tiền từ nhiều công ty khác. Và ngài chủ tịch cũng nói rằng là không phải là tất cả các dự án là đổ về Duy Kỳ Chính Technology đâu, mà họ chỉ được phân bổ tiền để làm việc của họ thôi đấy, để hoạt động chức năng của họ thôi, và họ chỉ thu hút được tiền từ những cái công việc kinh doanh riêng của họ thôi. Cô Giàng thì hỏi và là cho tôi hỏi tí, có khuyến mại mùi ngày sinh nhật của chủ tịch kết thúc là ngày 25 tháng 4, mình kích trả góp đến lúc trả hết nhận được cổ phần của Nga hay là phải trả xong gói đó trong hết 30 tháng 4? À, mình thanh toán xong cái gói đấy thì là mình sẽ được nhận cổ phần thưởng. Cô có thể trả góp theo từng tháng, nhưng mà khi cô trả xong thì mới nhận được cổ phần thưởng. Tức là cô có thể trả thẳng, cô trả góp thì cô có trả thẳng gì nhỉ, mùi có trả thẳng
môn có trả thắng nên là cô có thể trả thắng, cô được nhận luôn. Còn nếu mà trả góp thì cô trả góp xong cô mới được nhận một phần đấy. Nhưng mà thời gian đăng ký là chỉ đến 25 phút thôi. Cô xuyên mai bảo là có những người họ theo dõi chưa nhiều nên họ chưa hiểu mấy, chắc họ cũng là người mới vào. Vâng, nếu mà nếu là mà là người mới vào thì chúng ta sẽ tìm hiểu dần dần. Còn nếu đã là người cũ rồi và có những quan điểm trái chiều thì vui lòng không lên đây để cãi nhau, bởi vì Linh không ở đây để cãi nhau với các anh chị. Linh ở đây để thông báo cho các anh chị cái thông tin, mà ở đây để giải thích cặn kẽ cho anh chị. Thế Linh để giải thích cho các anh chị, có thể là cái sự giải thích của Linh nó sẽ đi ngược lại so với cái suy nghĩ của anh chị, nhưng mà Linh nói cho anh chị những thông tin đúng, chứ Linh không ở đây để cãi nhau với anh chị. Nên anh chị nào mà muốn lên đây cãi nhau vui lòng đi ra chỗ khác cho Linh nhá. Bây giờ Linh ăn rất là lịch sự cho nên là Linh yêu cầu là các anh chị muốn cãi nhau ra chỗ khác cho Linh đó. Có một cái câu nói của bạn Hưng Gia nhé: chủ tịch giờ nhiều tiền rồi mấy chị nhỉ mà không cho nhà đầu tư kích gói để đầu tư, em ngồi cả đêm canh kích thêm gói mà không được. Cái này là không phải câu nói tiêu cực mà là cũng là câu nói vui, nhưng mà mình nghĩ là vẫn cần phải hiệu chỉnh lại cho đấy. Tức là ngài chủ tịch không liên quan gì đến hoạt động gọi vốn cả nhà nhá. Ngài chủ tịch là bên cần vốn và bên công ty quỹ SWC là bên hợp tác với cả công ty của bên tập đoàn ngài chủ tịch, và để phụ trách cái việc là cung cấp tài chính cho công ty để họ có thể thực hiện được cái công nghệ này, đúng không ạ? Và họ tổ chức ra cái việc gọi vốn cộng đồng, và chúng ta thì có vốn. Như vậy thì mọi vấn đề như là chậm hay không chậm hay là web có vấn đề gì đấy là liên quan đến trách nhiệm của công ty quỹ nha cả nhà nhé. Và đương nhiên thì cả nhà hình dung này, cả nhà hình dung là một cái công ty khi mà ngài chủ tịch khởi nghiệp, tức là chúng ta gọi là cái năm 2015 bắt đầu xây dựng ở Belarus, nó là thời điểm khởi nghiệp đi, quên hết tất cả những cái khó khăn vất vả trước đi vì làm lại từ đầu mà, thì coi như đấy là chúng ta khởi nghiệp từ đầu này. Chủ tịch khởi nghiệp từ đầu, công ty quỹ cũng thành lập năm 2014 là bắt đầu xây dựng, là bắt đầu gọi vốn của công ty chủ tịch này, đúng không? Thế còn công ty quỹ thì là thành lập năm 2015 đúng không, và bắt thì là cũng là công ty khởi nghiệp cả nhà. Và toàn bộ tiền để các bên từ công nghệ này, từ công nghệ có thể sinh thành hiện thực như ngày nay, cho đến là toàn bộ máy hoạt động của công ty quỹ, cho đến các đối tác cộng tác với công ty quỹ mà có được cái thu nhập ấy, tất cả đều phụ thuộc vào vốn trong dân, đúng không ạ? Phần này được phân bổ cho công nghệ, phần này được phân bổ cho marketing, phần này được phân bổ cho những người cán bộ công nhân viên, họ làm gọi là nhân viên chính thức ấy, nhân viên chính thức đấy, nhân viên biên chế đúng không, của công ty đấy. Thì là cho nên là không phải là ngay từ đầu họ đã có thể là đầu tư một cái web khủng thật là nhiều tiền để chứa đựng được cả một cộng đồng hàng nhiều triệu người. Vậy thì bây giờ càng ngày cộng đồng đang tiến dần đến con số hàng triệu người rồi, thì công ty sẽ cần phải nâng cấp lên với cái khả năng vốn nó cũng đã bắt đầu tăng dần, gọi là làm ăn, gọi là chúng ta cũng hiểu là công ty làm ăn phát triển lên đi, đúng không ạ? Có thể đầu tư hơn được rồi, chúng ta nâng cấp web lên để chúng ta đón chờ một cái lượng cộng đồng lớn nữa trong tương lai. Vậy thì đấy là cái công việc việc mà cần phải nâng cấp này, chuyển dữ liệu này cũng nhiều, mà ngay như bây giờ cũng đâu việc ít đâu, việc hiện tại đâu có ít đâu, các nhà tài trợ vốn đến ngày một đông, đúng không ạ? Nào là lập tài khoản, đúng không ạ? Đăng ký tài khoản, đăng ký gói vân vân, rất là nhiều việc cần xử lý. Thế nên là nó chồng chéo việc nên nó có những cái sự gọi gì ạ, ách tắc tạm thời. Nhưng mà miễn là chúng ta thấy họ đang cố gắng để tháo gỡ, phối hợp với chúng ta rất là nhiều là được cả nhà. Vì đây là một công ty thực, là một công ty con người làm việc cả nhà, chứ không phải là siêu nhân hay là cái gì cả, đúng không ạ? Thế nhưng mà mình nhìn thấy sự nỗ lực cũng như bao nhiêu công ty khác thôi đấy. Thế thì không phải là chủ tịch cần tiền hay không, chủ tịch thì không liên quan đến gọi vốn rồi đấy. Đây là vấn đề của công ty quỹ cả nhà nhá, mà họ đang rất là nỗ lực khắc phục cả nhà. Có một chị hỏi là nếu mà kích nhiều gói thì sau bây giờ đến chương trình mới này công ty có kích cho chúng ta một loạt gói đấy không? Thì theo luật và theo em hiểu là có, nhưng mà hiện tại thì em cũng chưa kiểm tra hết, bởi vì có những cái tài khoản mà chưa được kích cái gói đấy. Em cũng chưa kiểm tra lại hết, có tài khoản thì được kích rồi, có tài khoản thì chưa được kích, nên là em sẽ kiểm tra lại và sẽ thông báo sau. Chúng ta có thể tự vào văn phòng cá nhân và chúng ta kiểm tra lại xem tài khoản của chúng ta như thế nào. Đúng rồi, đây là anh Bình Định này, anh bảo giả sử công ty chia cổ tức vào năm 2025 thì 2024 vẫn chưa kiểm toán, mà với cả nguồn tiền đem đến cả từ bán giấy phép xây dựng, cái nguồn tiền nhá, nó đến từ cũng gần anh nói gần đầy đủ
qua mình gửi cái ảnh chụp ở đâu. Thì hôm qua có anh nào nói bình luận trên cái trang của em là bạn đến từ giấy bán giấy phép xây dựng đấy. Đây này không, tức là ở đây này, cái này nó có cái ảnh này hôm qua nhé, nó sẽ cho chúng ta thấy là đến từ điều gì này. Chị gửi riêng cho em. Riêng hôm đấy là gửi đâu nhỉ? Gửi riêng cái ảnh ấy. Cái ảnh. Ô, để ở đâu? Lạc mất tình yêu à? Đâu rồi? Ở nhà chờ một xíu. Ơ, hôm qua chụp ảnh xong gửi đi đâu? Không, hay chị chưa gửi. Chị chưa gửi á? Cho ảnh, cho ảnh. Không, trên đấy chắc không có đâu. Thôi, mở ra vậy. Mở ra, để mình mở ra nhá. Mình đọc cả nhà này. Chị lưu lên này. Chị trả lời xong cô đấy đi để em trả lời bạn kia. Trong thời gian chờ chị Minh trả lời thì Linh sẽ trả lời bạn Long Lê Minh nhé. Là bạn hỏi là 20 công ty con đó là những công ty nào và sản xuất gì. Thì chúng ta là sản xuất là đường giao thông của chúng ta, đúng không? Và bên cạnh đó thì chúng ta biết là chúng ta sản xuất ô tô, cho nên là chúng ta cũng có những cái đơn hàng liên quan đến sản xuất ô tô cho Nga. Đấy, thì những công ty con đầu tiên là Zunichin Technology ở tại Belarus, thành phố Minsk, Belarus. Đó. Thứ hai là Yuskai Transport ở tại Trung Đông. US Cavalry, công ty marketing ở tại Trung Đông. SVK Plan, nhà máy SVK đấy, Plan. Nhà máy sản xuất là SVK Plan. Rồi rất nhiều công ty đấy. Marketing mà mình có thể là mình phối hợp với Indonesia hay Ấn Độ thì mình thấy gặp những công ty liên doanh hay là những gì mà liên quan đến quảng bá công nghệ cho các đất nước ấy. Đấy. Đều phải có doanh thu hết chứ, đều phải có hoạt động. Chủ tịch đã nói, chủ tịch nói rằng là đến cái thời điểm mà cần phải thông báo thì sẽ thông báo. Đó. Chúng ta có thể tin tưởng rằng là người Nga người ta rất là trung thực. Không như là người Việt Nam, chúng ta đôi khi chúng ta nghĩ rằng là thế nọ thế kia, bởi vì là chúng ta suy bụng ta ra bụng người đấy. Người Việt Nam của chúng ta đôi khi là chưa được trung thực cho lắm. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng đó, đó. Người Nga người ta rất là trung thực. Do nền giáo dục thôi thì chúng ta bây giờ chúng ta đang hướng đến điều đấy. Tất cả những anh em nào mà chúng ta coi trọng cái sự chính trực, coi trọng cái sự tử tế thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là chúng ta phấn đấu cái đấy. Ở đâu thì có người nọ người kia, đúng không ạ? Nhưng mà đa phần tức là nó đến từ cũng là đến từ văn hóa và nền giáo dục, thì họ cũng đa phần là họ nói đến người Nga là thật thà đấy. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta chỉ toàn những người không thật thà, và cũng không nghĩa là người Nga toàn những người đúng rồi, ok đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể tin tưởng rằng chủ tịch của chúng ta là một người rất là đàng hoàng, chính trực đấy. À, chúng ta có thể những cái khoản về tiền bạc là đây. Rất là đây. Đây là mình chia sẻ màn hình. À cái này chị bảo chị lưu chị ấy cho em đúng không? Chụp lấy ra đâu nhỉ? Hôm nay không thấy. Chị gửi vào tin nhắn cho em. Gửi tin nhắn thôi. Gửi tin nhắn ở trên. Có thể chia sẻ màn hình đi. Em sẽ chia sẻ. À, chị có gửi cho em cái link nhé. Cái link á? Em chia sẻ cho mọi chị người. Chị gửi link nhá. Hình như có. Chị gửi link nhá. Chị copy link này chị gửi em. Copy nhá. Ở nhà chờ một tí. Chờ một tí. Đó, đây này. Năm 2025 bắt đầu trả cổ tức bằng tiền cho các nhà đầu tư công nghệ vận tải đường dây. Khi ấy cổ tức tiền sẽ được trả bởi công ty nhà phân phối, tức là công ty hay còn gọi là nhà phân phối các tổ hợp hạ tầng vận tải, tức là công ty phân phối nhá. Các tổ hợp hạ tầng vận tải UST và giấy phép. Ờ, không phải đâu, em có thể ấn cái gì đấy. À đừng dí vào Zalo, em phải phải chịu. Okay. Ừ. À, vận tải UST và giấy phép cho các công nghệ vận tải đường dây UST, đúng không ạ? Đấy, phân phối các tổ hợp hạ tầng vận tải và giấy phép cho các công nghệ vận tải đường dây UST, chứ không phải bởi công ty kỹ thuật UST INC. Trong khuôn khổ các dự án thương mại, công ty này sẽ đảm nhiệm các chức năng thiết kế, kết cấu và giám sát riêng, cũng như thực hiện công việc nghiên cứu khoa học và công nghệ cả nhà. Và trong video thì chủ tịch nói rằng công ty UST INC này được phân bổ tiền để làm cái chức năng của mình. Đấy, và họ hoạt động độc lập, hạch toán độc lập, và lỗ hay lãi thì là không ảnh hưởng đến cái cổ tức của anh chị, là vì như thế. Thì cái video đấy là chính là cái video tổng kết cuối năm 2021, thì quý vị có thể tìm lại để quý vị nghe. À, từ phút thứ bao nhiêu đến bao nhiêu nhỉ? Hôm qua mình còn ghi phút thứ 25 bao nhiêu ấy? Đến ba mấy đấy. Đấy, lại thế chúng ta sẽ đuôi lại để chúng ta xem. Đấy thì đây chúng ta nhìn đây là cái kế hoạch này. À nhớ anh Phục comment đấy. Cái đường link đó.
Bắt đầu trả cổ tức bằng tiền này. Comment cả đường link của 2025 này. Đây người ta thông báo luôn nhá. Đấy, thông báo luôn là đến lúc đấy là sẽ trả cổ tức bằng tiền. Nhưng mà cái công ty mà kỹ thuật, công ty kỹ thuật đấy, UST.INC nó không phải là công ty chi trả cổ tức đâu, mà nó sẽ được trả vào công ty khác. Và đến lúc cần thông báo thì người ta sẽ thông báo. Đó. Đọc kỹ và chúng ta có ấn tượng vào đầu để khi mà chúng ta cần chúng ta biết là cái gì nằm ở đâu và chúng ta hệ thống logic tất cả các cái tin tất cả với nhau hay không thôi cả nhà. Chứ thì mình có khác gì mọi người đâu, mình đâu phải nhận được tin mật của công ty đâu. Chính xác, mình cũng đều mở những thứ mà mọi người hoàn toàn có thể mở mà, đúng không ạ? Đấy. Em vừa có một cái comment ở trên YouTube như thế này, họ nói là kêu gọi vốn đầu tư sau đến lúc mà người ta có ý kiến thì lại kiểu không cho ý kiến. Thế thì không phải là như vậy, mà bởi vì lý do là vì sao, các bạn là cổ đông giống như tôi. Các bạn cũng là cổ đông giống như tôi, nhưng mà cái vấn đề là các bạn không có chịu cập nhật thông tin. Và khi các bạn hỏi chúng tôi thì các bạn không hỏi trên cái phương diện là tôi và bạn đều là cổ đông giống như nhau, mà bạn hỏi trên cái phương diện là tôi chất vấn bạn và các bạn phải trả lời cho tôi. Nó có hai loại câu hỏi, một câu hỏi mang tính xây dựng để tìm hiểu và một loại câu hỏi thứ hai là mang tính sách mé móc miệng. Đúng. Và cái người nghe người ta sẽ phân biệt được là cái ngôn từ của người hỏi để người ta có thể cảm nhận được điều đấy. Thì có thể là bạn không có ý định móc miệng thì bạn hãy xem lại cách diễn đạt của mình. Đúng rồi. Còn nếu mà đúng là bạn có ý định đấy, nó thể hiện ở ngôn từ và thể hiện cách hỏi đấy bạn. Bởi vì tại sao mà nhiều khi có những câu hỏi em không thích trả lời và có những câu hỏi em cáu, bởi vì hỏi theo cái phương diện mà rất là đấy, giống chị nói, rất là móc mỉa, chứ không theo hướng xây dựng và không theo hướng là thực sự tôi muốn biết điều này và tôi hỏi bạn theo một cái rất là trân trọng đấy, tôi hỏi bạn theo một cái rất là lịch sự đấy. Nếu mà bạn hỏi tôi lịch sự tôi sẽ trả lời lịch sự, nhưng mà bạn móc mỉa tôi không vui, bởi vì sao, tôi thấy công ty của tôi rất tốt, tôi rất yêu công ty của tôi thấy nó rất là tuyệt vời, nhưng bạn hỏi móc mỉa thấy nó động vào tự tôn tôi không thích trả lời bạn. Đó. Đấy là công ty của tôi mà. Đấy, công ty của tôi mà, bạn thích thì bạn có vốn, bạn không thích thì thôi. Tôi gọi người khác. Cho nên ấy, là em nghĩ là như này. Mình đi ra ngoài xã hội, mình không biết hơn thua như nào, nhưng mình cần tôn trọng tất cả những người khác. Đó. Và khi mà mình vào live stream, mình nói chuyện, mình hỏi đàng hoàng thì đấy, mình hỏi bình thường thôi. Đấy. Thì người ta sẽ rất là sẵn lòng, người ta nói cho mình những cái thông tin giá trị, đúng không ạ? Đấy, và nói cho người ta những cái là kiểu như thực tế đó. Chứ không phải là cứ theo kiểu móc mỉa. Nếu mà ăn nhau ở thái độ ấy, chúng ta có thể phát triển được hay không là ở cái thái độ của chúng ta nó chân thành đến đâu. Chúng ta sẽ biết được rất nhiều thứ, sẽ được rất nhiều người truyền đạt tất cả những gì họ biết cho mình. Đúng. Còn nếu mình mà không có thái độ chuẩn tốt là khó lắm, là mình sẽ không phát triển được. Đúng rồi. Chị Lê Thị Ánh, đúng không ạ? Chị bảo là đúng là nghe lời nói đánh giá được trình độ. Vâng, em đồng ý với ý kiến của chị. Nhiều khi anh em cũng phải bảo là thôi cứ bình tĩnh lại đi. Nhưng mà thực sự đây là một công ty mà nó rất là giá trị rồi, rất là cố gắng, rất là nỗ lực rồi. À, chị Nhung bảo là theo chị nghĩ là họ hỏi theo kiểu là áp đặt bắt những lãnh đạo trả lời một cách chính xác. Chị không biết đâu, đôi khi họ không coi là mình là lãnh đạo mà họ coi mình là nhân viên, hỏi em như là nhân viên luôn. Có những người là không thuộc hệ thống của em nhá, nhưng mà nhắn tin cho em hạch sách như kiểu em là nhân viên. Tức là em rất không hài lòng, bởi vì em là một nhà đầu tư mà, em là một nhà đầu tư và em rất là độc lập và em đâu có phải có trách nhiệm gì với họ đâu. Cho nên là đừng bao giờ nghĩ rằng em là nhân viên. Họ qua là lãnh đạo thì có đỡ, họ qua là nhân viên chị ạ. Vâng, đúng rồi anh Thi ạ. Ok, em nghĩ là bây giờ em sẽ phải vào Zoom của anh Bình. Cho nên là chị có thể tiếp tục đấy. Còn em thì sẽ vào Zoom của anh Bình. Bởi vì ngày hôm nay là sẽ tổng kết. Ok, thế chúng ta ngừng ở đây nhá. Chúng ta sẽ chào hỏi một chút. Hoặc có gì cần tổng kết hay là xem có ai cần hỏi câu nào cuối không mình, thì mình chào và kết thúc Zoom thôi. À, kết thúc live stream cũng lâu hết rồi nhỉ. Lâu phết rồi, bây giờ phải hẹn cả nhà hôm sau. Không có lại hôm thì nhiều thông tin để nói quá hữu lại chẳng nói gì. Chúng ta dành thời gian để chào hỏi mọi người còn hơn. Nãy giờ chỉ nói mà không chào ai, đúng không ạ? Xin chào cả nhà mời chị Thu Nga, chị chào Nguyễn chị Thu Nga. Con chào chị Huyền Su. Em rất cảm ơn cả nhà nhá. Chúng ta đã ủng hộ live stream của mấy chị em. Cảm ơn chị Tạ này, cảm ơn Giàng A Tuấn, cảm ơn Phương Nguyễn, cảm ơn Quốc Nam, Ngô Minh Tú. Có vẻ áp phải chụp một người quá. Cảm ơn anh Quý Phục đã cung cấp cho cả nhà những cái thông tin, những cái đường link rất là kịp thời. Vâng, cảm ơn anh. Dẫn chứng luôn cho cả nhà. Cái video mà mình phân tích về việc UST không phải là đơn vị chia cổ tức nên chúng ta đừng quá. Linh sẽ cung cấp cho chúng ta thông tin nhé.
những cái video, những cái video mà có trong công ty ngày hôm nay, bởi vì Linh đều phải lục lại video để xem và có cơ sở để nói với các anh chị, chứ không phải là tự nhiên mà Linh và chị Tài Linh có thể nói được ra những điều đấy. Tức là đều phải có dẫn chứng cụ thể. Không bao giờ, không bao giờ nói những cái, những cái điều mà nó, mà công ty không có nói. Đó. Luôn là sẽ cần phải chuẩn. Vâng. Chị Huyền Xu, mình biết thì mình chia sẻ cho em gái Mai ra rồi nhỉ. Vâng, chào chị Huyền Xu nhé. Anh Thi là em chặn cái bạn đấy rồi, cho nên là bạn đấy em không đọc được những cái gì mà bạn ấy bình luận, chỉ có mọi người bình luận được thôi, mọi người đọc được thôi. Ok, ngày hôm nay thì là Linh và chị Tế Minh sẽ dừng lại ở đây nhé. Hy vọng rằng là các anh chị sẽ hiểu hơn về công ty của chúng ta, về tập đoàn của chúng ta thông qua cái video của chị Tế Minh và Linh. Đó, Linh nghĩ rằng là chị Tế Minh chị đã giải thích rất là kỹ lưỡng rồi. Ok, cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi nha. Bye bye Lý ơi. Xin chào, bye bye. Chào nha, chào nhé. Tạm biệt ạ. Tạm biệt các anh chị nhá.